Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Hôm nay Bin sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một ca khúc cực kỳ mới của Hyoyeon, đó chính là ca khúc Dessert. Trước khi vào bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ làm động tác đầu tiên. Hai tay mình sẽ xoay như thế này và phủi, sau đó đặt hai bên vai, chân của mình sẽ đưa lên 2 3, ok, 5 6 và 7, what là mình đưa ra như vậy. Rồi chân của mình sẽ đưa chân phải và what, ok, you know what I'm deserve, what. Rồi sau đó mọi người sẽ mở cái phần tay ra một lần nữa và phần chân của mình á sẽ sử dụng cái đầu gối nè, mình sẽ mở hai đầu gối ra ha, quá 1 2 3 4, hai đầu gối mình sẽ đi và phần 3 4 mình sẽ đặt cái tay qua như này. Ok, mình sẽ đi lại một lần nữa. You know what I deserve, what, 1 2 3 4, ok. Sau đó phần tay của mình sẽ đặt lên 5 và qua và up, còn phần chân của mình sẽ đưa lên 2 2 boom. Rồi mình sẽ đặt đầu gối vào, đặt đầu gối vào 2 lần, ok, lên tắt tắt boom ta boom ta, ok. Có thể là nó sẽ hơi liệu một chút, mình sẽ ráng cố gắng thuộc nè. Lên và up 2 up 2. Rồi, sau đó mình sẽ kéo phần tay qua như thế này. Lên, lên, phần tay mình sẽ để linh linh, ok. Lên và lên, lên và lên. Rồi, sau đó mình sẽ chỉ you know what I'm, you know what I'm, to do do, to do, do, do. Như thế này, ok, mình sẽ đến lại nha. You know what I'm deserve, what, 1 2 3 4, 5 6 và 7, và 8 và 1 2 3 4. You know what I'm, ok, chân của mình sẽ đưa ra như thế này, 2 2 2, ba 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 ba. Rồi mình sẽ nhảy lên, hốt cái tay qua, cái tay mình sẽ ôm qua như thế này và chân của mình sẽ vòng qua bên đây. Rồi sau đó phần hông của mình sẽ đưa lên trên nè mọi người, phần hông nè, đưa hông lên trên, sau đó phần tay của mình lên nhanh nhanh nhanh, ok, tức là một lần chậm 3 lần nhanh, lên nè, chậm nè, nhanh nhanh nhanh, ok. Mình sẽ đếm lại nha, 2 2 2, lên và hấp lùi 2 2. Rồi phần thứ ba mình sẽ vừa đi và vừa xoay cái phần chân, tay thì đưa lên vậy, còn tay này để bên đây, làm 3 lần, 2 2 la, nó có cái tiếng lặp lặp lại, hum 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 hum. Rồi sau đó mọi người để tay lên và đưa phần hông qua lại, ok. Rồi mình sẽ đếm lại nha, 2 đi. You know what I deserve, what, và mở 1 2 3 4 5 6 và 7 và 8 và 1, 2 3 4 4 5 và 6, bla 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 bla, 1 2 3 và 4 5 6 7, lắc lắc 2 2, lơi lơi quẹo không về. Sau đó mình sẽ dành một câu you know what I deserve, câu này mình sẽ là feeling, mình muốn feel như thế nào mình feel, you know, hoặc là you know, mình sẽ feel theo cách của mình muốn ha, ok. Thử cái tốc độ chậm nha, ok, chuẩn bị mọi người, 5 6 7 8, you know what I deserve, deserve. Yeah.
thế là chúng ta đã hoàn thành xong ca khúc Dessert của Hyoyeon rồi. Rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể học đoạn chorus được thông qua video clip dạy nhảy này của Bin nha. Đừng quên like và chia sẻ video giúp Bin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.